Vâng ạ, à, nghe ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác như thế nào thì phải đổi cầu. Đổi cầu và đây cái tổ ong của cậu bạn này. Thì hôm qua em có xem. Em có xem thì cái thứ nhất là tối cho nó ăn nó không ăn các bác. Tối cho nó ăn mà nó không ăn. Cái thứ hai nữa là cái cầu nó hết mặt rồi mà cho đường là nó lại cũng không ăn. Cái thứ ba là con chúa nó nhỏ lại các bác, con chúa nó nhỏ lại. Thế vậy là chỉ sau, nếu như thời tiết như hôm nay và mai thì chỉ trong hôm nay mai là nếu như mình không đổi cầu thì ong nó sẽ bốc bay các bác. Đấy thì đây em cho các bác coi nè, như thế nào phải đổi cầu. Đây các bác này, em cho nó ăn mà nó không ăn này các bác này, đường vẫn còn nguyên này các bác. Đấy, đường vẫn còn nguyên đấy nhá. Đấy, đây này. Cho nó ăn mà nó không ăn. Đấy. Không biết là các bác thấy không? Đấy, đường vẫn còn nguyên. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái cầu này các bác này. Đây, cái cầu. Đấy, cái cầu này các bác này. Đấy. Mặt thì không có mấy. Mặt thì không có mấy mà hắn con tướng để em coi coi con tướng đâu, hắn nhỏ tí, con tướng nhỏ tí các bác ạ, có nghĩa là hắn sẽ đây đây con tướng này các bác này. Đấy đây con tướng này nhá, đây, đây cho các bác coi này. Đấy con tướng nhỏ nhỏ chỉ to hơn con ong thợ một tí thôi. Đấy, thì như cái tổ này thì mình phải làm như thế nào? Đấy, thì là cái đầu tiên là phải đổi cầu thôi các bác ạ. Không còn có cái cách nào khác, tại vì tổ này là có một cầu thôi, tại vì tổ đang nhân giống ra nên nó có một cầu thôi. Đấy, thì đổi cầu thì ta phải lấy cái cầu như thế nào thì mới đạt yêu cầu. Các bác lại theo em. Chả biết cái tổ nào nhiều nhiều cầu đây của hắn. Đây là dải ong của cậu bạn các bác. Rồi em cứ lấy đại coi cái tổ đại. Cái tổ này chắc khỏe hơn, tổ này là chưa thay thay tướng mới thì chắc là nó khỏe hơn. Và xong cái này thì em sẽ chia sẻ một chút là cái tổ chủ công cho các bác xem các bác ạ. Nghe, tại vì là tổ chủ công để làm gì? Ô, cái tổ này có hai cầu rồi. Hai cầu thì không lấy được. Hai cầu đổi. Tôi cái tổ này mấy cầu. Đấy, ít ra phải được 3 cầu. Đây đây cái tổ này 4 cầu đấy các bác. Tổ 4 cầu này là đổi được. Cầu mà tướng mới chưa chắc là có ấu trùng gì chứ. Đấy, 4 cầu tướng mới đây. Mới có trứng thôi. Chắc là kiểu này sang của mình lấy. Không có, tại vì anh mới 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 đẻ trứng. Này không ổn lắm. Chắc là phải sang chỗ em này các bác, và em chia sẻ luôn cái tổ của em thì đây không không có cái gì à? Đây. Đây sang chỗ em là cái khu này đấy các bác, khu này là khu của em này, sang cái tổ 4 cầu của em đổi cho nó. Đây là khu của em này các bác nhé. Em thì nói chung là hầu như là tổ nào nó cũng giống, gần như là tương ứng giống nhau các bạn, cũng thể dính.
Đây, của em này, nó như thế này này các bác. Đấy. Cầu này là nó đang để trứng này các bác. Đấy, mặt nó như thế này này các bác. Giờ thôi em đổi sang cái cầu tủ của em. Của em thì cầu nó ok hơn các bác ạ. Nên là em sang đổi cái của em thôi. Em mà nó phình nó lên mặt như thế này này các bác. Đấy. Và thấy lên như thế này. Bây giờ đổi cho cậu bạn lên dao cắt đi. Em cắt em bỏ vào cái bát đi các bác. Mặt cho nó còn dính các bác. Bây giờ phải đổi. Khi đổi thì lấy cái phấn hoa này. Đây. Đây, gặm hết này các bác. Gặm hết. Lại còn giống như kiểu cái tình trạng thiếu trùng các bác. Thiếu trùng các bác. Đấy, cầu nó hư hết rồi này các bác. Bát này tôi ta lấy ra các bác mình cho nó ăn, tại vì cho nó cái cầu mật đấy rồi. Nút hết lên. Vứt. Chắc là cháu phải lao cái cầu của cháu vào. Lao cái cầu vào là được mà. Em bỏ đi một cầu thì đương nhiên em phải lao vào cho nó một cầu các bạn. Ông không thịt khói buổi sáng thì nó cũng hơi cũng một tí các bạn.
làm cái mẹo như thế này các bác. Con mặt vào cái là nó bị khác các bạn. Các bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt bà con.